Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 30 tháng 7 năm 2022 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ phía Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.